chia sẻ với cả nhà mẫu dài đang hot nhất hiện nay. Dài trắng kim tuyến nha cả nhà ơi. Đây, nó độn được 5 cm nha cả nhà. Mẫu dài này hả, nó có được hai màu, còn mới ton luôn. Em hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà. Đây, mấy cái dạng dài siêu hot, siêu xì tai nhất năm nay. Màu xanh, nó có hai màu, màu xanh, màu trắng. À, những diềm kim tuyến rất là đẹp nha cả nhà. Để em thắt dây gọn gàng lại cho cả nhà xem, để cả nhà hả tiện tham khảo những mẫu dài nào mà hả hot nhất. Cả nhà nhớ đăng ký và ủng hộ Trang cho shop em nha, nhớ ủng hộ kênh dài HB nha cả nhà ơi. Địa chỉ là 174 Nhật Xin nha cả nhà. Yêu thích và subscribe cho em nha. Đây, cái này ra có thể thắt được nhiều kiểu nha cả nhà, muốn thắt sao cả nhà thắt, em thắt gọn gàng em sẽ quay sơ lược cho cả nhà xem. Đây, thắt đơn giản thôi. Đây, nó đặc biệt là nó có hả đính những cái kim tuyến rồi cả nhà. Đó, đính kim tuyến vô và có chữ số là 100. Đây, cái gì có xung quanh là móc nai luôn cả nhà, chấm bi trắng trắng xanh xanh rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Đây. Đó, có đế nè, cái đế của nó cái đế này đi rất là vững vàng, giúp được hả cho những người thiếu chiều cao. Đó, mặc cái gì cũng được hết, thể thao rất là tiện dụng sử dụng, tiện xài. Đó, trắng mà viền xanh xung quanh nè cả nhà. Đó, đính những hộp kim tuyến cũng vậy, mình thích dây gì mình có thể mua dùng, thích dây màu xanh mình có thể mua màu xanh vô mình thắt nha cả nhà. Đó là một màu, đó là màu xanh, xanh trắng đây, và màu trắng nha cả nhà. Trắng kim tuyến cũng rất là đẹp. Đặc biệt những cái loại dài mà màu trắng giống vậy, cả nhà nên hả hạn chế giặt nha cả nhà. Đây, em sẽ quay cận cho cả nhà xem nè. Đây, trắng cũng rất là dễ thương. Đó, thấy không cả nhà, chấm bi mà cô của nó là trên cái màn hình mặt của nó là bằng lưới. Bằng lưới đó nha cả nhà. À này, nó rất kim tuyến nè. Mình muốn hả xài mà cho nó bền thì có lau chùi thôi. Đây, để em cho cả nhà xem. Cả nhà nên sử dụng bằng chai lau dài giống vậy nha cả nhà. Đó, lau chùi khi cả nhà đi xong về lau chùi sạch sẽ. Nhớ lấy bông gòn. Bông gòn khi mình đi ngoài mưa ngoài gì đó là mình lấy bông gòn mình chấm, mình lau chùi bằng cái này, xong lấy bông gòn trắng nha cả nhà. Đây, mẫu dài siêu hot nhất hiện nay. Hiện tại mới về cọc bến của shop em luôn. Tặng cho cả nhà xem, rất là đẹp. Cả nhà yêu thích nhớ ủng hộ và subscribe trang cho em nha. Đấy, rất là đẹp đó. Thấy không cả nhà? Đó, nó có những dòng chấm 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 nè. Đó, chấm bi, kim tuyến rác xung quanh nè. Đó, cái nền này trắng này cũng vậy nữa. Màu trắng này mình thích thì mình thắt, mình mua dây màu mình thắt vô cũng được nha cả nhà. Đó, cao 5 cm đây. Lưới, xung quanh là lưới luôn, trong là lưới luôn nha cả nhà. Nhớ mua dài là phải ra, khi mua dài size 37 mình phải mua 38 rộng hơn một size để nó không có bị đau chân và đau mũi gót chân nha cả nhà. Ở nhà mà ai sử dụng những cái loại dài thể thao này mà nó bị chật hoặc đau gót mũi, cả nhà cứ rút miếng da này ra. Trong mỗi một đôi dài nó có một miếng lót luôn vậy, các anh chị rút ra và tháo dây thật là rộng ra là đi sẽ không bị đau mũi. Còn hả, muốn chật thì xiết dây lại. Đó, nó có số đó nè cả nhà. Đó, nó mai, đường chỉ nó mai luôn á, lưới mà nó mai luôn cả nhà ơi, đâm ra không có sợ rớt. Rất là xinh, rất là đẹp, hot nhất hiện nay đây. Này mới về luôn đó, rất là dễ thương. Nhớ là không có được là giặt nha, chỉ lau chùi thôi. Nhắc nhiều lần lắm rồi đó, cả nhà nhớ sử dụng để hả mình được quản lý được lâu hơn. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ kênh dài HB. Như là thích chăng. Hello chú Minh. Xin chào cô chú. Hôm nay mẹ Kiều đâu? Mẹ Kiều đi về quê rồi. Rồi bây giờ chú Minh biết sử dụng sao, chú Minh nói cho cô chú nghe coi, cho mẹ Kiều nghe luôn.
Hôm nay mẹ Kiều đi chơi rồi, đi về quê rồi. Đi về quê mua tỏi cho bà ngoại con rồi. Rồi, này xích xích thấp thấp ra, xích xích ra, đứt qua. Rồi chào cô chú đi. Bao bước tiêu cái mặt rồi. Nói đi, nói gì với cô chú đi. Chào cô chú. Mấy cái này là hả, các chị mang cũng được, các cô mang cũng được. Size nó từ 30-35 đến 39 nha cả nhà. Con nít bây giờ ở Hồ Chí Minh là mang size 35 rồi đó. 35 rồi. Bye bye cả nhà, luôn ủng hộ kênh. Chúc cả nhà một chúc cô chú một buổi tối vui vẻ. Nhớ còn, đăng ký. Còn ngày mai cô chú mấy con thì chúc ngày mai cô chú vui vẻ. Cảm ơn cô chú. Luôn ủng hộ kênh nhà HP, nhớ đăng ký trang và subscribe trang cho em một lần nữa. Em xin chia sẻ với cả nhà mẫu giày hot nhất hiện nay đây, ten hai màu xanh và trắng. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà. Tạm biệt cô chú. Nhớ subscribe trang và ủng hộ kênh nhà HP cho tụi em. Nhớ đăng ký nha cô chú nha.